Chúng ta hay có thói quen lắm, Dạ. trông chồng người ta mà thèm, trông Dạ. con người ta mà thèm. Và đã có trường hợp những người mẹ nói với đứa con là trông con người ta mà thèm, cũng cơm mấy gạo ấy mà con người ta học giỏi, đỗ thi một mấy trường chẳng hạn, nó sẽ nói lại này. Thế nếu như con nói rằng trông mẹ người ta mà thèm, mẹ người ta mới 40, mẹ người ta đã trưởng phòng, trong khi mẹ mình thì vẫn chỉ lẹt đẹt nhân viên, thế thì mẹ có tức không à? Mày dám nói với tao thế à? Thế sao mẹ lại có thể nói con như vậy được? Cho nên chúng ta chỉ nói, đôi khi chỉ cho nó sướng miệng mình mà quên rằng là làm tổn thương người khác, và khi người ta bật lại thì mình. Cho nên cái câu mà trông chồng ai mà thèm, hãy thèm cái của nhà mình, chúng ta cố gắng đừng thèm cái của người khác nhé. Dạ. Đừng bao giờ vào trông chồng người ta mà thèm, trông vợ người ta mà thèm, trông con người ta mà thèm. Vâng. Hãy thèm chính cái của nhà mình đang Dạ. có. Hãy nhìn vào những gì mà mình đang có thì mình cảm thấy mình có rất nhiều đúng không ạ? Đúng rồi. Còn nhìn vào những gì mà mình không có thì đương nhiên là mình cảm thấy mình nghèo nàn rồi.